Và xin giới thiệu với các bạn, đây là một cái hệ thống sản xuất sắn tự động. Hệ thống sản xuất sắn tự động nhé. Ở đây thì mình cài trước full màn hình. Mình sẽ cài đặt để cho nó full màn hình cho đẹp này. Chúng ta sẽ vào đây để cài đặt. Chúng ta sẽ vào Runtime Setting. Sau đó ở đây chúng ta tích vào cái Full Screen Mode. Sau đó chúng ta quay lại và chạy Runtime lại. Thì hệ thống sẽ vận hành như thế này. Trước hết thì mình sẽ nhấn nút Stop chế độ Auto đã. Và chúng ta sẽ chuyển qua chế độ Menu trước nhé. Ở chế độ Menu thì chúng ta sẽ bật tắt các cái thiết bị bằng cái nút nhấn On Off. Các nút nhấn On Off này sẽ bật tắt các cái thiết bị như thế này. Các thiết bị này thì được điều khiển bằng hai cái nút nhấn On và Off. Thì khi mà các bạn nhấn On thì thiết bị sẽ On lên. Còn khi mà nhấn Off thì thiết bị sẽ tắt đi. Đó, nguyên lý là như vậy. Đó chính là chế độ bằng tay. Còn chế độ tự động sẽ như thế nào? Thì chúng ta sẽ chuyển qua chế độ tự động này. Sau đó chúng ta sẽ bật cái chức năng mô phỏng lên. Bật chức năng mô phỏng lên. Sau khi mà mô phỏng on rồi, chúng ta cài đặt nhiệt độ nung max, nhiệt độ nung min. Rồi tủ đông nhiệt độ max, tủ đông nhiệt độ min. Chúng ta sẽ bắt đầu nhấn nút Start chạy hệ thống. Lúc này khi mà cảm biến 1 tác động, khi mà mình click vào nút cảm biến 1 thì cái băng tải này chạy trước. Sau đó 5 giây sau thì cái van xạ này nó sẽ xạ ra. Khi mà xạ ra thì sắn, hệ thống sắn này, nó sẽ đưa sắn xuống cái băng tải này để chúng ta đưa vào cái máy tách vọ. Khi cảm biến này phát hiện thì máy tách vọ nó sẽ làm việc, đồng thời là bơm cũng chạy luôn. Khi mà cảm biến 3 phát hiện thì cái băng tải này chạy. Rồi cảm biến 4 phát hiện thì cái thùng đánh sắn này cũng chạy. Và sau khi mà cảm biến 5 phát hiện thì lồng quay cũng chạy luôn. Và cuối cùng cảm biến 6 cũng vậy. Máy ép nó sẽ chạy. Máy ép sau khi mà cho nước ra đây thì chúng ta sẽ dùng bơm 1. Khi mà cảm biến 7 tác động thì bơm 1 bơm qua cái nồi nung. Nồi nung này khi mà cảm biến 8 tác động thì nồi nung tác động. Khi mà nhiệt độ chưa đạt nhiệt độ cho phép thì chúng ta sẽ tăng cái nhiệt độ tăng giảm này. Ở đây mình mô phỏng tăng giảm cái nhiệt độ lên. Khi mà nhiệt độ lớn hơn giá trị cài đặt là 50 thì nó sẽ tắt cái nồi nung. Còn khi mà nhỏ hơn 50 thì nó sẽ bật cái nồi nung. Nguyên lý là như vậy. Rồi khi ở tủ đông thì khi mà đạt nhiệt độ thấp rồi thì chúng ta sẽ tắt tủ đông đi. Còn khi mà nhiệt độ cao quá thì chúng ta sẽ bật tủ đông lên. Ở đây mô phỏng cái chế độ bật tắt cái tủ đông này. Còn máy sàng rung thì sẽ chạy khi mà cảm biến 10 tác động. Đồng thời băng tải đóng gói cũng chạy khi mà cảm biến 11 tác động. Lúc này có mô phỏng cái cảm biến 12 là sản phẩm. Tức là có bao nhiêu sản phẩm đã sản xuất ở đây thì nó sẽ tăng tự động như thế này. Còn khi mà nhấn nút Stop, khi mà chúng ta nhấn nút Stop thì hệ thống sẽ dừng lại. Hệ thống sẽ dừng lại. Còn khi mà các bạn nhấn nút Reset này thì hệ thống sẽ về không. Các bạn thấy là cái cảm biến đã tác động rồi, để mà tắt các cái cảm biến thì các bạn off cái mô phỏng này. Sau đó on cái mô phỏng lại thì nó sẽ tắt hết các cảm biến ở đây. Đó chính là cái nguyên lý của cái hệ thống sản xuất sắn tự động này. Còn chế độ bằng tay thì cũng đơn giản thôi.